Hội chợ Xuân Giáp Thìn, hội chợ đồ uống xuân 2024 có quy mô hơn 200 gian hàng vừa được tổ chức tại thành phố Hà Nội. Với chủ đề nơi hội tụ hương vị xuân đất Việt, hội chợ năm nay thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia trưng bày các sản phẩm nông sản, lương thực, thực phẩm an toàn, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nội thất cùng nhiều sản phẩm thời trang phục vụ Tết. Các sản phẩm tham gia hội chợ đảm bảo theo đúng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, canh tác theo hướng hữu cơ và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP của địa phương.